Ngày nào chị cũng qua đây uống cà phê đó hả? Ở đồ dây chai nè chú. Đâu? Tao bủ lần bán nè nè. À là ba cái bịch này là không có gì trong đây hết. Có đồ ăn không? Ờ có đồ ăn của người ta dư á hả? Ôi dơ quá sao chị lưới ăn? Sao chú kệ đi, biết tao ăn có ăn thôi. Đâu chị dở ra mà em cho em coi coi. Trời ơi tội nghiệp của chú vậy. Đồ. Vậy sao có ăn cái này mà ăn được. Ăn được. Đồ ăn này là đồ ăn thừa của người ta đó. Trời nhưng mà kệ đi miễn có ăn là. Ta bỏ ở đâu mà chị lụm hả? Bỏ đây nè, đây nè. Ngoài đây nè đó. Bỏ thùng rác đó hả? Ngoài đây nè, ngoài đường nè. Người ta để ngoài đường. Để ngoài đường này là gì chị lụm chị ăn. Trời đất ơi. Mà sao cà phê ở đây là chị lại chị uống? Đã uống nè, uống. À là bỏ nó phí không? Bỏ nó phí không? Con uống ở đây một ly rồi, lần kia một ly. Ngày ai là một ngày chị uống hai ly cà phê của người ta cúng những cái miễu này. Ở đây thì cái miễu thờ ông chủ thổ, ông thần tài, ông thổ địa. Là chị đi lụm này là chị ăn nguyên ngày luôn á hả? Đâu có, cũng lụm có mấy cái chai hả? Ý nói là em nói là em thấy thức ăn đó là chị lụm vậy là chị để gì dành ăn nguyên ngày luôn á hả? Ờ, để dành ăn đi. Mà đâu ăn thừa vậy mà chị nói là có ăn thôi được rồi. Không cần mà nó hư không? Nó hư nhưng mà ăn được. Cái sao chú không? Nó hư ăn được bệnh chết à. Không lụm đồ ăn văn. Hả? Đâu có đèn nó mua đồ ăn lụm mà. Trời ơi. Không ai cho vậy luôn. Nhiều khi nhà lâu lâu hả hả mà có dư đèn á thì tôi mua đồ ăn ngon ăn. À mua đồ ăn ngon là chị mua gì? Mua cơm tấm, mua hủ tiếu rồi đó. Cá rồi đó, cá ngon, đồ ăn ngon ấy. À. À cũng khách nhiều ăn mấy. Là lâu lâu là mình được một cử ăn ngon vậy à. Là có tiền. Đó, và cái chị Trinh này là ngày xưa cũng đẹp gái lắm. Ờ, đẹp gái tỉnh táo mà sao cái bị bệnh đó tới giờ. Nhưng mà chị này bị bệnh lâu chưa anh? Lâu rồi à, cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Em nghe nói là ngày xưa cũng có ai dụ chị mà để hình như là vậy á, hiếp dâm rồi có người con. Em hỏi chị á thì chị nói là chị có ba người con. Mất một người, còn hai người thì chị cho người ta rồi. Thì có thể nào là anh nãy anh nói là cái người ta thấy chị vậy đó rồi người ta mới hại chị có thai rồi chắc vậy rồi ra là cho luôn rồi sao chắc vậy á, tại người ta thấy tội người ta không có khả năng nuôi người ta. Dạ chắc người ta xin về ta nuôi. À Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phú đang ở phía trước chùa Vĩnh Long và đang ngồi ở bên cái quán cà phê dịch vụ du lịch Tứng Hưng. Hôm nay thì mình với ông anh và người em chủ quán cà phê ở đây là có cái tên là dịch vụ Tứng Hưng nè cô chú anh chị. Thì ở trên đó nó có số điện thoại và quý cô chú anh chị nếu mà có đi đi xe ở Cần Giuộc á là cứ gọi vô số này thì Tứng Hưng sẽ phục vụ từ A tới Z để tiếp cái nói cái câu chuyện Phú gửi tới quý cô chú anh chị hôm nay thì mình cũng giới thiệu sơ về cái dịch vụ xe cho một cái người em của Phú thì quý chú cũng ủng hộ. Và cái câu chuyện hôm nay thì người em này sẽ giới thiệu cho Phú một cái người chị sống ở cái khu vực thị trấn Cần Giuộc này. Chị làm như cái thần kinh chị nó không có ổn định vậy đó thì chị cứ đi lang thang chị lụm những cái miếng đồ ăn thừa của người ta để ở bên ven đường á. Với lại đặc biệt là ở bên đó là có một cái miếu thì vợ của em Trung này á sáng bữa nào cũng cúng cà phê đó là chị tới đó chị uống cà phê. Thì giờ mình sẽ ngồi đây và chờ cái chị này đi tới để mình hỏi thăm trò chuyện chị chút xíu. Thì ở đây đang ngồi uống cà phê thấy một cái bà cô đang đi lụm rác ở đây nè mọi người. Đây chỗ này. À, em nói thường thường là cái cô này dạ cô uống cà phê không? Cô uống cà phê không? Nhà cô ở đâu? Hả? Nhà cô ở đâu? Dạ cô có con gái gì không? Hả? Cô có con gái gì không? Có hả? Trong dạ
Còn nghe nói thường thường là cô lại đây cô uống cà phê bên đó là bên Miễu hả cô? Còn nghe nói là cô thường thường cô uống cà phê ở bên Miễu á hả? Giờ bữa nay cô qua bển cô uống chưa? Gì vậy? Dạ cái này thu tiếng à. Gì? Thu tiếng, thu cái tiếng nói á. Dạ. Dạ. Rồi đó mới chờ dạ cô ấy làm đi chút xíu đó con lại con nói chuyện cô con gửi cho cô tiền ăn cơm dạ cô đi làm gì đâu là ủa giờ cô đi làm gì vậy có đi xuống đây xin tiền đi xin tiền hả là ngày nào cô cũng đi xin tiền đó hả đi xuống tại đây là ngày nào cũng dạ vậy cà phê uống ở bên Miếu là ngày nào cô cũng qua uống đó hả dạ cái đó là cái phần của cô á hả cô nay nhiêu tuổi rồi 55 hả cô được mấy đứa con ba đứa con hả? Dạ cô ở với ai? Ở một anh à. Nhà cô ở đâu chú dẫn con về nhà chơi được không? Nhà biết không? Nhà bà già đó. Nhà bà già ở trước mà bà cắt ở sau. Dạ. Dạ. Bà đóng cửa bà không chơi đâu chơi hết. Dạ. Vậy sao cô đi được? Mỗi lần đi phải kêu mở cửa mới đi được. Dạ. Bây giờ là cô đi xin tiền để mua đồ ăn. Dạ. Dạ cô sách này gì dữ vậy? Đồ bán cho chai với đồ ăn rồi đó. À đồ ăn là người ta cho cô á hả? Bán lấy cái ghế cho cô ngồi chung. Không lầm chú. Đập. Dạ. Năm mấy cô năm mấy tuổi? 55. 55 hả? 55 thì vậy là kêu bằng chị được mà. Em bốn mấy? Chú cho tiền. Dạ ngồi chơi. Cho tiền. Một đi xuống kia nữa kìa. Con dạ. Đi lượm ba cái đồ bán nữa đâu có không? Vì sao sinh con dữ vậy? Cho tiền chứ. Ủa bà uống cà phê đi qua đây em gửi tiền cho. Không có qua bên Miếu á chị uống cà phê đi rồi qua đây đi em gửi tiền cho để đồ đây đi. Để đồ đây đi. Đó bây giờ cái chị này mới đầu là tưởng lớn tuổi. Giờ chị này thì mới có năm mấy mấy tuổi à. Bây giờ là chị qua bên bản chị uống cà phê cho chú nhỉ. Dạ, chút xíu cho em trò chuyện xíu anh. Bây giờ là chị qua bên đây chị uống cà phê. Ngày nào chị cũng qua đây uống cà phê đó hả? Rồi cái công việc hàng ngày của chị là làm cái gì? Có đi quá đi lượm ba cái đồ bán như chai nè. À. Dạy vừa làm chuyện nhà, quét vườn, quét sáng nè. Có chỗ nào vô quét vậy? Là mình đi lượm ba cái ve chai này. Rồi ai mà có làm quét dọn vậy đó. Nhà chị quét dọn mày rồi. Giờ đâu quét à? Không ai chưa. Thấy giờ quét hả? Chổi đâu chị quét? Có lá cây rụng hốt á. Dạ. Thôi bây giờ qua quán đi trò chuyện chút xíu đi em gửi tiền cho mua cơm ăn. Nhưng mà cô không có xong cho. Chút xíu đi, ngồi chút xíu, ngồi em chừng 10 phút thôi, đi. Đi. Rồi chú ơi, nhưng mà không, cái cho tiền con đi đi. Ủa, đi. Ủa còn có chuyện nhà nhiều lắm trời ơi. Qua bển trò chuyện em chút xíu đi. Có gì đâu nói. Hả? Không có gì đâu hả? Ừ. Vậy con chị làm gì? Con lớn rồi. Con lớn hả? Nó đi làm có chồng có vợ chưa? Chưa. Con ở một mình. Con ở một mình hả? Ba người con hả? Chắc dạ. Rồi ngày nào chị cũng đi vậy hả? Ờ, ngày nào cũng đi. Tại sao có dọn dẹp nhà cửa, thân xuống rồi dơ giá rồi quét dọn rồi đó. Quét dọn lúc chứ. Là chị đi quét chỗ của người ta hả? Ờ. Ngày nào cũng đi vậy hả? Đi mất một ngày chị đi vậy là bao lâu thời gian bao lâu? Đi tới chiều mới về luôn. Đi tới chiều mới về luôn hả? Vậy ăn uống là người ta cho gì ăn đó? Chứ lại tôi có tiền không thèm mua ăn. À, có tiền thèm mua ăn. Rồi bữa nay em lại nhà chị chơi được không? À, chị ở với bà cụ nay là bà cụ nhiêu tuổi rồi? Bà má ruột á. Bà má ruột. Bà nấu cơm nha.
Là nay nhiêu tuổi rồi? Đã 7 mấy tuổi. Chị cầm giùm em cái này đi. Để nói chuyện nó thu tiếng thôi chứ không vậy đó. Bà 7 mấy tuổi rồi. À bà cụ này 7 mấy tuổi rồi. Con chị nay nhiêu tuổi? Con hả? Con chị nay nhiêu tuổi? Hai mấy ba chục gì đó, ba mấy gì đó. Rồi con chị có ở với chị không? Không. Chứ ở với ai? Nó muốn nhà trên kia là ở. Muốn nhà trên kia hả? Mà nó không có cho tiền. Giờ có về thăm chị không? Có, Tết có về. Vậy là con chị đi làm xa? Cho tiền. Này em gửi tiền cho chị mua đồ ăn, ngồi nói chuyện với em chút xíu đi. Rồi có bữa nào rảnh rảnh á, em ra em nói chuyện chơi rồi em gửi tiền cho. Em ở trong Mỹ Lộc nè, gần cũng gần đây. Dạ. Dạ. Rồi mình đi là đi xin tiền với lại đi xin những cái này về có ăn một mình luôn ha, là có nuôi bà cụ nhà không? Không có nuôi ai đâu. Ôi, bán món cơm vô ăn đâu có đâu, lụm ba cái ở đồ dây chai nè chú. Đâu. Bà cụ lần bán nè nè. À là ba cái bịch này là không có gì trong đây hết. Có đồ ăn không? Ờ có đồ ăn của người ta dư á hả? Ờ dơ quá làm sao chị lưới ăn? Sao chú kể đi, biết sao không có ăn thôi. Đâu chị dở ra mà em cho em coi coi. Trời ơi, tội nghiệp của chú vậy. Đồ. Vậy sao có ăn cái này mà ăn được. Ăn được. Đồ ăn này là đồ ăn thừa của người ta đó. Trời nhưng mà kể đi, biết có ăn là ta bỏ ở đâu mà chị lụm hả? Bỏ đây nè, đây nè, ngoài đây nè đó. Bỏ thùng rác á hả? Ngoài đây nè, ngoài đường nè. Người ta để ngoài đường. Để ngoài đường này là gì chị lụm chị ăn. Rồi được rồi. Ngày nào cũng đi xuống với cái bàn hủ tiếu với lại bà cho 5 ngàn. Ngày nào cũng cho 5 ngàn vậy đó. Ngày nào cũng cho chị 5 ngàn hả? Vậy thôi, cứ đi vòng vòng, về quét dọn, đường xá là dắt là lát về. Dạ. Rồi bà cụ ở nhà là bà làm cái gì bà sống? Bà cụ thì bà già rồi nhưng mà con cái nuôi bà. Bà nấu cơm cho con ăn. À là chị em của chị nuôi. Dạ. Còn chị giờ là cái bản thân của chị là chị sống một mình chị thôi chứ không có ai mà... Mà có bà già bà nấu cơm cho con ăn. À... Thường ngày hôm qua có bớt cơm ăn. Vậy chị đi làm vậy là mình sống không đủ luôn á hả? Không có làm gì đâu chú, con đâu có làm gì đâu. Chị đi xin vậy thôi hả? Người ta cho tiền ngày, người ta cho chị tiền nhiều không? Có mấy chục ngàn à, nhiều khi không có nữa. Đâu có, là nhiều khi không có. Không đâu đi vòng vòng. Một ngày cho mấy... Chị biết tiền không? Biết, không biết. Là nãy em cho chị nhiêu tiền hả? 100 ngàn. 100 ngàn hả? Ờ, vậy là ngon lành rồi. Thôi chị về được rồi, đâu cần nữa đâu. Chị nói là... Không có, em cho chị vậy là chị ngồi nói chuyện em chút đi. Nhiêu đó là về được rồi. Chị nói là hôm bữa người ta cho có mấy chục hả? Có, đúng rồi. Chị không có cắt nữa, đâu có tiền đâu. Bây giờ đi là để dành ngày mai đó hả? Ừ. Hay là ngày nào có xin đâu. Hay là ngày nào vòng vòng chơi nè, quét dọn. Hay là ngày nào xin, ngày nào ăn ngày đấy. Đâu có xin đâu. Quá, không có xin. Không có xin hả? À, rồi đi quét dọn vậy đó hả? Quét dọn. Về chiều về nhà ngủ. Trời ơi, xin đó. Đầu cổ chị gì đâu, gào không vậy? Gào không hả? À. Bữa nay hên mới gặp chú cho đẹp. Dạ. Ít người cho lắm hả? Mà sao à, cà phê ở đây là chị lại chị uống? Chắc uống nè, uống. À, là bỏ nó phí không? Bỏ nó phí không? Con uống ở đây một ly rồi là kia một ly. Ngày ai là một ngày chị uống 2 ly cà phê của người ta cúng những cái miễu này. Ở đây thì cái miễu là thờ ông chủ thổ, ông thần tài, ông thổ địa. Uống đây ly là kia một ly. Là mình uống chứ mình bỏ phí phải không chị? À. Vậy chị được với những người anh em? Có hả? Dạ. 6 người hả? Chị thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba hả? Vậy giờ con gái cũng không có nuôi luôn, đi làm luôn mà nó không có về luôn. Có thằng con trai trên kia nè. À. Con trai. Có thằng trai hả? Nãy chị nói với em là chị ba người con mà. Ba mà chết người còn hai người mà cho nó nuôi chơi rồi. Hồi nhỏ cho. Lấy là chị sanh ra rồi, giờ là chị cho người ta hết rồi. Có đâu có làm gì hết tiền thôi chứ. À. Nuôi chưa xong con đó nè. À. Sao không nuôi được. Nhà chị đẹp không? Nhà hả? Nhà hả? Nhà nhỏ xíu à, nhỏ em nó cất cho ở đó. Nhỏ em á. Gần đây hả? À, gần nhỏ xíu à, nhỏ xíu à. Nhà tường. Là ở mặt tiền hay là ở trong hẻm? Ở sát nhà bà già luôn á, phía sau á. Là cái nhà của chị ở riêng luôn á hả? Ờ, ghế nhà bà già, sát nhà bà già luôn. Em chưa có nhà ở nữa, chị có nhà là chị giàu hơn em rồi đó. Nhà nhỏ em cất đó chứ con đâu có tiền cả. Hả? Em chị cất cho là đất của mẹ chị. Ừ, đất của mấy. Được cái hàng ngày á là mình cái cuộc sống mình là mình đi lang thang ở trên cái đường này là mình đi lụm những cái thức ăn thừa. Đi làm sao chú? Đi
xuống cái bài cha đi bà hủ tiếu cho 5.000 về. À giờ bà có cho hủ tiếu ăn không? Có cho hủ tiếu nữa, ngày nào cũng vậy. À là chị đi lụm này là chị ăn nguyên ngày luôn á hả? Đâu có, cũng lụm có mấy cái chai hả? Ý nói là em nói là em thấy thức ăn đó là chị lụm vậy là chị để gì dành ăn nguyên ngày luôn á hả? Ờ để dành ăn đi. Mà đâu ăn thừa vậy mà chị nói là có ăn thôi được rồi. Không cần mà nó hư không? Nó hư nhưng mà ăn được. Cái sao chứ nó hư ăn được bệnh chết à? Cũng lụm rồi ăn văn. Hả? Đâu có tiền nó mua rồi ăn lụm mà. Trời ơi, không ai cho vậy luôn. Nhiều khi dịch về lâu lâu hả, mà có dư tiền á thì tôi mua đồ ăn ngon ăn. À mua đồ ăn ngon là chị mua gì? Mua cơm tấm, mua hủ tiếu rồi đó, cá ngon, đồ ăn ngon á. À. À có khách nhiều ăn nấy. Là lâu lâu là mình được một cử ăn ngon vậy à. Là có tiền. Rồi em cho tiền đó chút mua đồ ăn ngon ăn đi. Dạ. Bữa nào có dịp. Mua đồ má xà bông rồi đó. Xà bông xài. Ờ à, sao chửi thế. Ngày nào cũng mua xà bông hết. Ngày nào cũng mua xà bông hả? Mua xà bông sao không gọi đầu mà để cái đầu gì đâu mà gào không mà dơ hay vậy? Đâu có. Đâu có đâu dơ. Sạch mà đâu dơ. Trời đất ơi em thấy gì đâu mà nó bụi nó gào không hả? Mà tốn tiền xà bông đó. Tốn tiền đó hả? Để tiền đó nó mua xà bông mua đồ đó. Mua xà bông rồi đó. Dạ. Đặng già cửa cho sạch sẽ. Dạ. Rồi để dành tiền được nhiều chưa? Cũng nhiều chứ. Vậy gửi đâu? Gửi ngân hàng hả? Không có nhiều đó. Chứ gửi ở đâu? Cô để trong nhà mà không có bao nhiêu, có mấy trăm đủ ăn hả? Để trong nhà vậy đi người ta lấy sao? Không có con cất kỹ đằng này. Cất kỹ hả? Chị biết đó gì không? Cái đó là cái thu tiếng hả? Ờ thu tiếng chị lên đó cho bà con á, người ta thấy cái hoàn cảnh chị á. À, người ta có cho chị gì không? Không, cái này là không phải cái đồ ăn đâu. Đừng cắn bể của em. Cái này là không phải cái đồ ăn. Vậy đi chị đi vậy là bao lâu chị mới về nhà? Đi chút về hả chứ? Đi chút về hả? Sáng là mấy giờ chị mới đi? Sáng là mấy giờ chị mới đi? Nhà cũng sáng vậy rồi, cũng quét dọn nhà cửa đó. Rồi quét sân nó xuống rồi đó. À. Xong rồi cũng đi. Quét bao lâu rồi chị mới đi? Quét cốc xong hết nè. Cái cho nó sạch đó. À, rồi đi. Lau nhà, lau cửa rồi đó. Dọn dẹp đó. Nhà rộng không? Nhà chị rộng không? Nhà con nhỏ nhưng nhà bà già. Dọn dẹp nhà bà già. Em đâu có biết nhà bà già chị nhìn sao đâu. Ừ, nhà bà già đó bên. Biết đi chìm mẹ. Em đâu biết nhà chị sao đâu. Con ngó con dọn dẹp nhà bà già. À. Là chị dọn dẹp nhà chị hay dọn dẹp nhà bà già? Dọn dẹp nhà bà già. À. Bà dơ giấy nó quét dọn. À, bà già ở dơ lắm hả? Ông bà không có làm gì chứ, còn con làm mà. À. Là bây giờ là gánh vác là chị gánh vác luôn hả? Ờ. À. Có nghĩa là chị chỉ dọn dẹp nhà cửa phụ thôi chứ giờ chị không có đồ ăn đồ uống là chị không có lo cho cha mẹ, là cha mẹ phải lo cho chị. À. Tội nghiệp quá ha. Ủa chị làm gì chị tha mặt qua vậy? Dạ. Cầm đi chị cầm đi. Lý hả? Đi bữa nào cũng dạ thôi em chúc chị sức khỏe ha. Rồi có tiền rồi chút nữa mua cái gì ngon ngon ăn đi nha. Bữa nào chú lên đây cho con tiền. Rồi rồi bữa nào em lên em ghé em cho tiền. Chú nhà có chỗ này nè, cái đường đó chưa? À nhà ở đâu? Nhà đằng nhà chị đằng đó đó hả? Cái đường bự đó dân quẹo rồi đó. Dạ, dạ. Bả vô chút đó. Dạ. À, nghe chị nói rất là tội nghiệp luôn quý cô chú anh chị. Bây giờ là sáng ngày là phải đi vòng lụm những cái ve chai, lụm những cái thức ăn thừa để mà nuôi sống cái bản thân của mình. À, có những cái miếng đồ ăn thừa của người ta ăn không hết á, người ta bỏ ra. Mình nhìn thấy nó nhức lầy nó thiêu à, thấy nó ớn lắm mà chị nói giờ. Miễn chị sống được là được rồi, không cần thiết là ăn ngon hay dở. Nhưng mà nhiều khi có tiền á, là chị đi ra chị mua cơm sườn, cơm tấm gì đó, ăn cho nó ngon một bữa. Thì nói chung cái cuộc sống của chị là giờ nó ăn uống thì giờ nó thiếu thốn, rất là thiếu thốn không? Dạ. Dạ. Bà già bà nấu cơm, ăn cơm cũng đâu có cơm nữa chị, không có gạo dạ. Không có lợn, không có gì đâu, không có gạo gì. Ăn, ăn là những cái đồ ăn thừa của người ta bỏ ra là chị đi lượm chị ăn. Rồi không có khi nào mà bà con đây là cho chị cái đồ ăn nguyên nữa hả?
Có chứ, nhiều khi người ta thấy gì cũng có người cho chứ. À là người ta, ta tội nghiệp ta cũng có cho chị phải không? À. Ta thấy ta thương ta cũng cho phải không? Ừ, thấy chị thấy thương quá. Vậy chị đứng đi làm gì, giống tập thể dục quá vậy? Đứng tập thể dục quá hả? Đi dài dài, đi đường, không có cái quét dọn mà được. Dạ. Chơi, quét cát gì hết. Dạ. Đơn giản. Vậy mình tới đâu là có chỗ tới đó mình cứ quét rồi ai cho tiện như là cho mình cứ lấy. Dạ. Không cho là thôi. À. Cũng dễ thương quá. Mà đặc biệt là để dành tiền để mua xà bông. Mà chị mà sao chị ngứa hay sao chị gãi hoài vậy? Bởi vì con nói chú là hả, ngày nào cũng mua xà bông cho bệnh thì đừng bán, con làm cho sạch sẽ. Là chị xài xà bông dữ dằn luôn á hả? Ờ, xà bông dữ. Mà chị, cái xà bông á chị làm gì chị kể em nghe được không? Bông dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ, trà rửa rồi đó. Là chị lấy xà bông đó là chị pha ra nước rồi chị trà rửa nhà, ngày nào cũng vậy đó hả? Cái đại đường xá rồi vô trái này đó. Ủa cái đường ngoài đây mà chị... Chị lấy xà bông gì ra chị rửa đường này làm gì? Còn nói chuyện ở nhà chứ không phải ở đường. À là chị lấy xà bông chị cái đường đi vô nhà chị hả? Ừ. Là chị rửa bằng xà bông. Mới qua trời quét hốt gì kìa cát quá trời. Dạ. Hốt quá trời. Mày còn nữa chưa hết đâu. Dạ. Rác nhiều lên mắt. Dạ. Còn nhiều lắm đây. Tại dài dơ giấy đó. Là cái đường này là ngày nào chị cũng quét hết. Ừ. Chỗ nào dơ là cũng đâu bữa nào vô tình cái em đi ra em kiếm chị em coi chị quét rồi. Con hả, sáng nào con cũng đi ngang đây nè. Em nhỏ tuổi chị, đừng kêu bằng con. Dạ, em nhỏ tuổi nhỏ tuổi hơn. Dạ con sáng nào cũng đi ngang đây chứ. Dạ. Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi đó hả? Ngày nào con quét dọn nhà cửa sạch sẽ rồi. Dạ. Chứ không đi đâu có tiền xài chứ. Giờ sáng giờ uống cà phê hai cử rồi hả? Dạ, đúng rồi. Ngày nào con uống cà phê chứ. Ngày nào các bạn cứ cho con lên dưới đây lên là hai luôn. Dạ. Rồi sáng giờ chị ăn gì chưa ha, uống cà phê không? Con hả? Dạ. Con có ăn phải cho chị. Ăn gì? Sáng ngày chị ăn gì? Con ăn ba cái xôi ba còn. Chị dòm gì hả? À có chị kia cho tiền là chị dòm dòm á hả? Tính lại xin là sao? Lại xin. Lại xin nói sao xin tiền. Rồi. Rồi bây giờ chị thấy con này nó cũng đi đây gặp dưới đây nè đây. Rồi, rồi. Dạ. Thì có cái cô kia kìa, cho tiền. Chị thấy bắt đầu chỉ đi đẳng là quý cô chú anh chị. Rồi bây giờ cô kia đó cái cho tiền của cái anh mà bị Trần Nguyên á. Giờ đi rồi nhờ cái cô khác lại là cho tiền. Đây là cái cuộc sống cứ hàng ngày của cái chị ở mà quên chị cho em hỏi chị tên gì? Con hả? Con tên là Trinh. Chị Trinh hả? Nãy là chị nói là chị thứ sáu không? Thứ hai, thứ ba. Thứ ba, chị ba Trinh. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Giờ để em vô trong cái quán á, em trò chuyện xíu. À, ngày nào chị cũng là đây đúng không? Là ngày nào chị cũng lại là cái quán là du lịch Tấn Hưng. Chú là lại đây trong này. Dạ, đối diện cái đối diện là cái chùa Vĩnh Long ở quốc lộ 50 phải không chị? Dạ. À, thị trấn Vuột. Chú cho tiền con mua cơm với lại mua xà bông nữa. Mua cơm ăn. Dạ. Thì bây giờ em đăng tải lên á. Ngày nào chị cũng đi trên cái quốc lộ 50, cái khúc ngã ba tám chẻo ngay chỗ chùa Vĩnh Long, đối diện cái tiệm cà phê du lịch Tấn Hưng. Ở đây thì quý cô chú anh chị có ở gần đây á, là mình thấy cái hoàn cảnh của chị Trinh á, mình thương á, thì mình lại mình cho chị ít tiền hoặc là mình cho chị một cái dĩa cơm. Bây giờ Phú thấy cái hoàn cảnh của chị nó rất là khổ luôn. Chị đi lụm những cái miếng đồ ăn thừa của người ta, nó nhức lầy nhà của chú anh chị. Chị bỏ trong cái bịch nhà chị sách nè. Đó bây giờ chị sách đó, giờ chị đi kiếm tiền, chị đi xin thêm nữa. Để ăn, chị nói mua xà bông. Mà
không biết đó, chị nói là mua xà bông về thì chị chùi rửa rất là nhiều, không biết đó, chị chùi rửa cái gì. Thì nếu mà để có dịp á thì mình sẽ tới nhà chị Trinh thử coi, coi xem sao. Ủa mà ở đây là hỏi nhà chị Trinh là người ta biết không ta? Ở đây người ta biết nhà chị không? Biết. Biết hả? Biết. Dạ biết. Dạ. Là chú đây theo coi chú là nhà của chú nè. Nhà bên dạ. Nhà con không? Dạ không. Biết hả? Không, em đâu biết nhà chị đâu. Mà lại đằng đó là hỏi là người ta hỏi về chị, cái chị Trinh mà đi lang thang lụm đồ ăn với lại đi quét đường là người ta biết không? À. Dạ. Với lại nói nhà. 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 Con của bà mười ráng. Con bà mười ráng à. Con ai chứ? Con bà mười ráng. Con bà mười ráng. Dạ. Ờ. Mà mới năm mấy tuổi thì sao răng vậy đâu có ráo vậy? Bị sâu ăn hết trơn. Sâu ăn hả? Không có tiền làm. Dạ. Không có tiền làm răng. Dạ. Không có ăn cái gì cứng không có được. Ăn đồ mềm mới được. Đó. Ăn đồ cứng không có được, ăn đồ mềm mới được hả? Cái gì con mua ba cái nước con uống đó chứ. Dạ. Đồ đang uống. Cái no. Dạ. Rồi thôi giờ chị đi đi để em vô em hỏi thăm thêm cái có cái anh này nói là biết chị. Để em vô em hỏi thăm ảnh coi sao vậy, có gì bữa nào đi em em ra chị thử coi. Ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi. Mà sao cái mặt chị bụng ngứa sao em thấy chị gãi hoài vậy? Đúng rồi đó chú. Ngứa hả? Ngứa chứ làm. Mà sao mua xà bông về người ta không gội đầu? Hả? Mua xà bông về sao không gội đầu? Gội chứ. Gội đầu mà sao ngứa vậy? Quá. Lâu lâu mới gội một lần. Lâu lâu mới gội hả? Mà tại sao em hỏi chị nè, bàn ghế với lại đường ở nhà mà lấy xà bông rửa chùi mà cái đầu của mình là không chùi. Quá gọi sao chứ? Gọi chứ lâu không gọi rằng. Cái đường á thì mà chị rửa, lấy xà bông chị rửa mà cái đầu mình không có gọi. Mà để cho nó ngứa vậy gãi chơi à. Ngon không? Không ngứa đâu. Không ngứa mà em thấy gãi hoài luôn không có ngứa. Con gọi một lần hả? Quá trời xà bông luôn. Chị gọi một lần là nhiều xà bông lắm mà nhiều là nhiêu vậy? Nhiều cho nó mới sạch. Đó. Chiều nay về gọi đi, chiều nay mua xà bông về gọi đi. Ha. Được không? Em thấy là ngứa gãi về nè, cái mặt giờ gãi cái đầu quá rồi luôn nè. Đâu có đâu giờ. Giờ chưa đi không? Rồi thôi chị đi đi. Ngày nào cũng đi ra. À. Mốt chưa ghé rồi cơm. Rồi. Thì khi mình với mấy ông anh đang uống cái quán cà phê của một cái người em là mở quán cà phê đối diện là cái chùa Vĩnh Long trên quốc lộ 50 thị trấn Ruột, thì thấy một chị đi lang thang trên đường này nè cô chú chị. Chị đi lụm những cái mẫu đồ ăn thừa, những cái chai nhựa về để bán cho chai, và chị có xin tiền thì mình thấy cũng lạ quá. Thì và đặc biệt là chị bữa nào đứa em á cúng cà phê ở bên cái miếu nhỏ bên này nè, là chị cũng loại chị uống hết đó. Thì mình thấy lạ, mình mới ra mình hỏi thăm chị. Chị cũng chia sẻ cái hoàn cảnh chị. Thì giờ đây là cái quán cà phê ở đối diện với lại chùa Vĩnh Long. Ở đây là có cái dịch vụ chạy xe du lịch luôn quý cô chú anh chị. Thì xíu nữa mình sẽ để cái bản hiệu của người em lên. Quý cô chú anh chị nào á, nếu mà có đi xe đi chơi đâu á thì gọi cho em ủng hộ em đó. Anh ơi, anh cho em hỏi thăm anh nãy nghe nói anh biết cái chị đó đó. Anh cầm em sơ sơ. Dạ, anh thể chia sẻ em xíu được không, là về cái chị Trinh đó. Chị đây tôi cũng biết rồi, hồi con nhỏ thì cũng trang lứa với tôi thì thấy dạ. Là đó bà cũng đẹp gái lắm, bà cũng tỉnh táo đẹp gái, nhưng mà biết sao này bà bệnh nó không hiểu. Dạ. Rồi cái gia đình của chị Trinh này ở đâu anh? Ở cũng ở khu ở Kim Định này luôn nè. Dạ. Nhà đâu đây nè, tôi cũng không có rõ lắm. Dạ. Dạ, cái chị Trinh này là ngày xưa cũng đẹp gái lắm. Đẹp gái tỉnh táo mà sao cái bị bệnh đó không tới giờ. Mà chị này bị bệnh lâu chưa anh? Lâu rồi à, cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Em nghe nói là ngày xưa cũng có ai dụ chị mà để hình như là vậy á, hiếp dâm rồi có người con. Em nghe hỏi nói. Chị á thì chị nói là chị có ba người con.
mất một người, còn hai người thì chị cho người ta rồi. Thì có thể nào là anh nãy anh nói là cái người ta thấy chị vậy đó, rồi người ta mới hại chị có thai, rồi chắc vậy rồi ra là cho luôn rồi sao? Chắc vậy đó, tại người ta thấy tội người ta không có khả năng nuôi, người ta dạ. Chắc người ta xin về ta nuôi. Anh em chị này đông không anh? Cũng không rõ. Dạ. Dạng đi vậy là mình biết vậy thôi chứ mình cũng không rõ lắm. Không rõ với gia đình lắm. Dạ. Thì chị nói giờ là còn ông bà già, có người em cắt cho chị cái nhà kế bên ông bà già, nhưng mà cũng nhỏ thôi, không có lớn. Xài xà bông thì rất là nhiều luôn. Mà em muốn đỏ em lại là cái hẻm ở đây nè. Cái hẻm dạ. Vô khu tên khu đông phú á. Dạ. Hỏi trên là ai cũng biết hết trơn á. Dạ. Để đẳng mình hỏi rõ nó kỹ hơn. Dạ. Thì chị nói là chị xin tiền về, chị mua xà bông, chị rửa tất cả cái đồ đạc ở trong nhà, rồi cái đường đi vô trong nhà chị cũng rửa luôn. Tâm thần bà cũng không có được ổn á. À là ý là chị muốn nói sao nói. Nhưng mà thấy tội lắm. Anh biết á, là những cái món đồ ăn thừa của người ta bỏ ngoài đường á, nhức lầy à. Chị lấy, chị bỏ vô bịch, chị xách đi, chị nói là chị đem về chị ăn. Em hỏi á, là chị đem về này có đem về cho bà già không? Chị nói là không, bà già phải nấu cơm lo lại cho chị. Còn em nói đồ ăn này nó hư rồi sao chị ăn? Nó nói ăn, có ăn có sống được rồi, không có, đâu có quan trọng mà hư không hư. Là em sợ luôn là cái dạng cái chuyện ăn uống của chị không nhận biết được là ngon dở luôn đó. Rồi cả bà thấy cũng hơi tâm thần hơi tệ. Dạ. Thấy tội nghiệp lắm. Bây giờ em cũng cảm ơn anh đã chia sẻ cho em biết thêm về cái có gì thì em có gì giúp đỡ bà. Dạ, thấy dạ. Là cũng tội. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh đã chia sẻ. Đi lượm ve chai này nọ là giờ đi lượm đồ ăn tùm lum đồ cúng rồi ở ngoài đường đó cũng lượm ăn. Dạ. Là cái chị này đi lang thang lượm đồ ăn này lâu chưa anh? Lâu rồi. Lượm lâu luôn rồi hả? Lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Dạ. Lâu. Chị nói là chị mới có 53 tuổi thôi. Đúng rồi. Cũng bằng tuổi anh hoặc lớn anh, tuổi 2 tuổi gì đó. Dạ. Thôi em cũng cảm ơn anh. Rồi, hả? Rồi, cảm ơn. Dạ.